giỏi quá. Tao có thả vào cái có vẻ nặng đấy. Ừ. Con ong à? Ờ, con bỏ kéo ra. Này. Khoe nè, hai mẹ con cùng khoe nha. Nào. Nào. Hai, ba. Cười vui vẻ nha chim. Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với Chimmy. Đây là khung cảnh một buổi sáng cuối tuần tại Chimmy các bạn ạ. Đấy, sau đêm qua cơn mưa trời lại sáng. Nay trời khá là râm mát. Đấy, những cái bồn hoa xinh tươi trước cổng. Xin mời mọi người sẽ cùng với Xuân Tùng đi vào tham quan Chimmy. Đấy. Hôm nay thì Chimmy đang chuẩn bị để đón khách, đón các gia đình tới tham quan vào cuối tuần này, vào ngày lễ mùng 1 tháng 6 đấy ạ. Đây, đây là cổng của Chimmy nhá. Ở trong này là vườn hoa này, vườn hoa. Đấy, giờ vẫn đang liên tục được cải tạo. Đây, có các chị để cải tạo cái khu này cho long linh. Đấy. Đây và ngôi nhà phù thủy. Cái dàn hoa nữ hoàng xanh này cũng vẫn lên khá là đẹp này. Bông hồng. Giờ này nắng lên cho xinh tươi nào. Đây là cổng vào Chimmy. Cuối tuần này mọi người sẽ đi vào đây và mua vé ở khu này nhé. Một gói trải nghiệm. Gói trải nghiệm ở khu này giúp em nhé. Đây, trong này cả farm cũng đã căng những cái lưới để cắt nắng được mọi người ạ. Đây. Là nó cũng sẽ rất là mát mẻ. Khu này là khu sen đá. À. Đây, mình sẽ mua gói trải nghiệm một cái quầy này đấy ạ. Những cái dây chanh dây này, chanh leo này nó đang lên để phủ mát cái chỗ này. À, giống như kiểu cái dưới khúc kia kìa. Đi rất là mát mọi người ạ. Đây, khu sen đá này. Đây. Là nhân viên đang chăm sóc cây. Khu này là khu lá bạc hà. Đấy, và một số loại hoa. Bên trong này để chăm sóc cây mọi người. À, bên kia là cái dàn cây thủy canh nhé. Đây, đây có cái dàn chanh leo khá là mát. Đấy. Những ngày nắng đi vào đây mát rượi mọi người ạ. Đấy. Bên cạnh đó, xen kẽ đó là những trái bầu hồ lô. Mọi người có nhìn thấy dây bầu không? Nói mình không rõ lắm nhưng mà quả này, quả nó treo này. Rất là xinh. Thành trái bầu hồ lô mọi người ạ. Ô cái dây bầu hồ lô kia đẹp chưa. Đấy cái gốc nào đây. Đấy, treo những cái quả như trên kia. Mọi người có nhìn thấy không nhỉ. Đấy quả bầu hồ lô đây nó treo đấy. Nhìn đẹp lung linh. À, còn đây là vườn dưa chuột. Khu dưa chuột baby. Đấy. Những cái quả như thế này là mọi người có thể thu hoạch rồi này. Rất là giòn ngon nhá. Dưới này cằn cằn này rất là sai quả mọi người ạ. Ô, có nhiều quả to ở dưới gốc mà không có thu hoạch được kìa. Gia đình tới thu hoạch đi. Đây có những trái dưa từ những cái lứa trước. Ồ quả to quá này. Lát kêu mấy em ra thu hoạch bỏ những cái quả như này đi này để cho quả trên nó to lên nó lớn lên chứ cái này là già quá rồi này. Ôi trời. Dưa chuột baby nhà em mọi người ơi. Có thấy cái dưa chuột baby không? Đấy. Đấy. Phải thu hoạch những cái quả đó thì những cái quả này nó mới lớn lên được mọi người ạ. Đây. Đấy phải cho những quả này lớn lên. Ngày mai ngày kia đi mọi người, những cái quả này ngày mai ngày kia là cũng sẽ to hơn rồi nhá. Đấy, dưa chuột baby chỉ cần như vậy thôi. Đấy, hai quả như thế này này. Đấy. Là có thể thu hoạch được này. Đấy mọi người. Như quả như thế này là giòn ngọt đấy. Đấy lát nữa phải cho các bạn đi mà thu hoạch bớt những cái mà ở dưới chân ấy mọi người không nhìn thấy kìa, nó to đùng ra kìa. Đấy như thế này này. Đấy để thu hoạch bớt nó đi. Ủa to quá bỏ đi chứ. Ô còn nhiều quá này. Đây. Quả này thì phải bỏ đi này cho nó ra quả. Ôi dưa chuột baby nhà farm Chimmy baby mà nó thế này cỡ này. Đấy, cái này là vẫn có thể ăn được mọi người nhá. Mà nó hơi già già thôi, vẫn giòn ngọt ngon đấy.
Để lát cho mấy các bạn là bỏ bớt đi. Đây, vườn dưa chuột khá là rộng, ngay cả tạ hai tạ dưa chuột đấy. Cho quý khách tới thu hoạch nhé. Đây, xin mời mọi người vào với vườn nho của Chimmy. Mình sẽ đi thu hoạch nho để live stream bán hàng nhé. Và sẽ giới thiệu cho mọi người biết những cái chùm nho chín mọng, xinh tươi. Đây, chùm nho rất là to, khủng khiếp. Những quả đen như vậy rất là ngọt nhé. Đấy, farm đã cũng đã bọc lại những cái chùm nho này. Đấy, mặt này gần này, ánh sáng ánh nắng này, hướng này có nhiều chùm nho màu đen thẫm. Ôi, mà này lại nước quá. Đi vào, đi vào. Mình đã nhìn thấy cái chùm nho rất là đen. Phía trên, cho khách lên phía trên đi em ơi. Mình tìm thấy cái chùm nho. Đây, đúng là đen. Xin phép thử được một quả nhé. Người đừng nói với ai nhé. Đấy. Cái này là cái luống ở đầu vườn nên là nó hơi bụi mọi người ạ. Ngọt, rất ngọt nhá. Rất là ngọt mọi người ạ. Đây, chùm này quả cũng to này. Chùm nho này là đã thu hoạch được rồi này, rất là ngon nhá. Đây này, chị đấy này, chùm này quả cả 2 cân đấy. Chị đã bọc lại để cho nó không có con gì nó vào đây nó xích ấy, bảo vệ quả. Vâng. Đấy, farm trồng tương đối organic đấy. Đây. Những cái chùm này này như này này. Em ơi cho chị hái những cái chùm này đẹp này, như chùm này là ổn đẹp này. Tú ơi, Hồng ơi. Không, gỡ cái chùm nào đẹp thật đẹp thôi. Không, chị nghĩ là cả một đoạn có nhỏ để quay. Trên kia không đủ à? Xấu. Ô, nó dám chê nho mình xấu kìa. Thiệt tình. Bé Hồng. Mọi người ạ, à, thấy không? Đấy. Nhân viên ở đây mà dám chê nho xấu. Sao? Không được. Đấy. Không phải là trên kia xấu mà là trên kia mọi người đã thu hoạch hết chùm đẹp rồi. Hay quá, hay quá. Hay không, hay không. Đây, xinh chưa? Đấy, không thì ấy, ngay từ chùm đầu này luôn cũng được không ơi? Đấy, cả dãy hai bên. Chéo lại nhớ để lại, để bọc lại nha. Đấy, những cái chùm nho to khủng khiếp đầu. Khủng khiếp luôn. Như chùm này là thu hoạch ngon lành này, chín đen này cơ mà. Đấy, như cái chùm này là ngọt cực ngọt này. Đấy, lát test luôn nhá, lát thu hoạch rồi test luôn, thử luôn, ăn luôn. Ngon chưa? Đấy. Không, như thế này cũng ngọt rồi đấy. À, xuống. Đây, lát chị thu hoạch chùm này luôn nhá, ăn thử luôn nhá. Đây, chùm ngon rồi này, đây. Đấy. Ăn thử luôn, xin phép cho bảo cho thưởng thức tại vườn luôn, vấn đề gì đâu. Đấy, là khách vẫn có gái. Thể được ăn thử tại vườn. Không, không, không nhé, không nhé. Chỉ có phía ngoài thôi đúng không? À, mình chỉ ăn thử tại quầy thôi. Vâng. Trong này ăn thử mà hết vườn. À, không, ý là nó sẽ bị hư mất cái chùm ấy. Chứ cũng không vấn đề gì đâu. Rồi, gỡ một cái này ra nữa là ok rồi đấy. Rồi. Trời ơi, chị đang đi với người khác, ghê quá vậy chị. Đi nhậu với người khác. Ờ. Cho bé Pháp đi.
nhậu ra đây cô chỉ cho. Quay chưa, quay lướt chưa? Hết chùm. Đấy, này nhìn xinh quá này. Đấy, hai hàng nhau mọi người thấy chưa? To đùng, siêu to khổng lồ. Đấy, cái chùm nho này. Đấy, nó gác lên đây. Nhưng cái vết này là vết bị ăn thử này. Đấy, đấy, cái cuống nó trơ ra. Chùm này đẹp nhỉ, to nhỉ. Ôi, cái chùm nho này lắt léo nhỉ, mọc thế này khổ thân. Khổ thân. Anh ơi, khách nào đến thu hoạch chùm nho này hộ em đi. Mọc này trông nó khổ thân nó quá. Đó, bên này đang bọc cho chín đấy. Còn cái dãy bên đây thì chín hơn nhé. Mọi người sẽ thu hoạch dãy bên đây. Đấy. Anh Pham cũng đã bọc bảo vệ những cái chùm nho rồi đấy. Giỏi quá. Đâu con thả vào con này. Có vẻ nặng đấy. Ừ. Con ong à? À, con bỏ kéo ra này. Khoe nè, hai mẹ con cùng khoe nha. Nào. Nào. Hai ba. Cười vui vẻ nha chip. Nhìn nhau này. Nhau đẹp chưa? Nhìn cô chơi kìa. Đó. Ok. Mày cầm giỏi ra. À, con gái cắt con nào. Đây. Con cầm chùm nho đi. Con cầm chùm nho thôi, con đỡ chùm nho đi. Ý cha, giỏi chốt. Ôi. Ừ. Chùm này nhìn xinh này. Đấy. Ồ, dài chưa? To to đấy. Chùm này bé hơn cân nhỉ? Cân rưỡi không? Không, cân này. Con ăn thử đi. Con ăn thử một trái trong vườn xem nó có ngon. Đây, cô lau cho nhé. Cô lau cho con ăn thử nhé. Ăn thử xem nó có ngọt không? Không, sao? Con thấy ngon à? Ngon. Có ngọt không? Ngọt đấy. Tầm này nho cũng ngọt hơn nhiều lắm. Ngon. Vừa hái vừa ăn gỗng này. Không, cái này là được ăn. Cái này là cô cho ăn. Cô mời ăn thử. Thôi con thử sờ vào chùm nho xem nào. Hít hà cái. Đây mọi người, cái chùm nho nó to chưa? Chùm này không phải cân mấy hai cân à? Đấy. Nó có thể ra cái phía những cái khu đầu vườn này nhá, thì nó sẽ có nhiều nắng và chùm nho nó to, nó bắt đầu chín nhiều hơn mọi người ạ. Đấy, cái chùm nho này Pham đã bọc vào cho mọi người để cuối tuần này tới thu hoạch nhá. Sẽ bọc lại, giấu kín đấy. Cái chùm đầu vườn này nó sẽ được ánh nắng và nó chín trước mọi người ạ. Đây, mới bỏ ra xong. Rồi, xếp cái chùm này nào. Đây cũng hơi chín rồi. Chùm to lắm. Ồ, nhìn nó thẫm màu này. Ây, chú choa. Đây, cái chùm to quá này. Người có thể thu hoạch nhá. Đấy, lại bọc vào. Cho các gia đình tới thu hoạch. Kéo không được. Đấy. Xem nào. Cũng mọi người đoán xem chùm này đã chín chưa. Tên. Cũng đỏ chín phết rồi này. Đấy. Vậy là cuối tuần này farm rất là nhiều chùm nho nhá. Nho chín. Ồ, cái này thấy thẫm màu này. Xem nào. Wow, đấy cái màu nó đỏ đẹp chưa? Đấy. Xem nào. Ồ, chùm này to thế. Tan. Đấy, chùm nho nó to đùng. Mọi người nhớ tới để thu hoạch nhá. Đây khu vực dưa hấu, có dưa hấu vỏ vàng và vỏ xanh. Cuối tuần này cũng sẽ thu hoạch được rồi. Vàng này, to phết rồi đấy. Ừ,
Hôm bữa trước này cũng đã thử là nó có màu hồng hồng rồi đấy. Cuối tuần này có thể dùng được rồi. Dưới kia có vẻ quả to hơn. Phần dưa hấu của chim đấy, hai luống dọc từ đây xuống cuối kia nhé. Lăn lóc này, con heo, dưa hấu. Đây, quả kia to quá kìa. Ôi sao có quả đã bị nứt ra rồi. Đây, quả này to này, cũng đỏ đỏ rồi đấy. Cái quả này hơi hồng hồng rồi. Quả này nhỏ xíu hồng rồi thì chắc quả to này sẽ đỏ rồi đấy. Bên này là dãy dưa hấu vỏ xanh, bên kia là vỏ vàng nhá. Hồ vậy cũng có lẫn này. Đây, đây dọc xuống dưới kia. Mà các gia đình không thu hoạch được thì Farm cũng sẽ thu hoạch để tại quầy nhá, cho mọi người. Đây. Đấy, dãy dưa hấu vàng vàng xinh xinh. Và khúc đây là một vườn dưa gang của Chimi. Đây. Xem nào. Mình lấy một quả về mổ thử nhá. Ôi trời. Tròn lung lục này này. Quả vàng là chắc là ăn được rồi đấy. Mình sẽ thu hoạch được một trái to thật to này vậy. Y đấy. Phải ăn thử nha. Gần đây thôi. Đấy, có thả gần này cho bạn cá nó leo lên đấy. Cho nó lăn xuống đấy, đúng rồi. Vui nha, vui nào. Vui. Cười lên, vui lên. Tí nào. Đây, vườn nho của Chimi đã sẵn sàng để đón các gia đình tới thu hoạch nho vào dịp mùng 1 tháng 6 này nhá. Đúng là vào dịp cuối tuần cả nhà. Mong là sẽ được hân hạnh đón tiếp phục vụ các gia đình tới thu hoạch nho tại Chimi Farm. Đây mình. Cái chùm nho mình bọc lại để cho các gia đình tới hái nha. Đây. Cái chùm nho siêu to khổng lồ. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở Chimi Farm.